Út ơi, Út đang làm gì đó? Út đang nấu mì là đang nấu mì. Thảo xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thảo đang nấu mì. Mà cái này là Thảo bắt trend đó cô chú, trend Út Phượng nấu mì, nhưng mà cái này không phải Út Phượng, này là Út Thảo nha. Nhưng mà trend này hơi trễ. Trời, hát đầm hơi quá. Thì bữa nay không nấu mì Hàn Quốc nha cô chú. Không biết có cô chú nào nhớ cái chảo này không? Cái chảo này là cái chảo hồi đó Thảo về Việt Nam, Thảo nấu cái Thảo Thảo múc mang cái mì cay Hàn Quốc ở vườn nhà ngoại á cô chú. Đó, là cái chảo đó Thảo xách từ Việt Nam qua luôn á. Cái chảo này rất là vừa để mà mình nấu mì luôn nha. Không phải Thảo xách một cái đâu, Thảo xách tới hai cái lận á. Thì cái này với lại một cái nhỏ hơn nữa. Đó, hôm nay Thảo sẽ múc mang mì cay Hàn Quốc nữa nha. Mà bữa nay mình theo trend của Út Phượng. Út đang nấu mì là đang nấu mì. Đó, bữa nay mình nấu đơn giản thôi. Cái gói mì này nó có thịt bò nữa nè cô chú. Nó mấy miếng đen đen nhỏ nhỏ này là thịt bò nha. Bây giờ Thảo sẽ cho bắp cải vô. Thảo thì Thảo rất là khoái ăn rau. Nè, bắp cải xú, thích ăn cái gì thì mình cho cái đó thôi. Rồi hẹ nha, hẹ này là hẹ đông lạnh, mùa hè cô chú hẹ rẻ lắm, cho nên Thảo Thảo mua cái Thảo bỏ vô tủ đông để dành ăn, chứ mùa đông mùa thu hẹ mắc lắm. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm hai cái trứng gà. Rồi cái chảo mì của Út Thảo nấu xong rồi đây. Thảo mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn với Thảo nha. Út đang nấu mì là đang nấu mì. Cái mì gói bữa nay Thảo ăn là cái loại mì này nha cô chú. Này. Thì mì này là Thảo không có mua. Thảo cho để Thảo cho chanh vô. Cho nó chua. Cái mì này thì nó cũng không có cay. Cho nên Thảo sẽ cho thêm tương ớt. Tương ớt thì nó the the thôi, tương ớt thì nó the the chứ nó cũng không có cay. Đó, rồi. Thì cái mì gói này á, là của anh chị Bảy cho Thảo chứ Thảo không có mua. Anh chị Bảy xách từ Hàn Quốc về. Đó, cho Thảo mấy gói. Cho nên bữa nay Thảo sẽ ăn thử cái loại này trước. Đó. Thảo sẽ ăn thật là ngon miệng luôn, tại vì công anh chị Bảy xách từ đi máy bay xách từ bên Hàn Quốc về. Cảm ơn anh chị Bảy nhiều nha. Em sẽ ăn thật là ngon miệng, cam sa ham ni ta. Trộn đều lên. Hồi nãy Thảo tính bỏ thêm xà lách nữa đó, mà Thảo nói thôi. Cải này là cũng nhiều rồi. Cho nên nhiêu đây là đủ rồi. Trong đây Thảo có hai cái trứng gà, mình ăn cho nó hai cái cho nó đều, nó không có chín nha. Trước khi ăn để Thảo uống miếng nước, nước lạnh thôi nha cô chú. Rồi Thảo mời cô chú anh chị nha. Nóng chua cay ngon. Cái mì này thì ở đây nó cũng có bán nữa cô chú, mì Hàn Quốc á, ở chợ ở đây cũng có bán. Hồi nãy hôm nay với cô chú ha, nước mà giờ nó rút nè. Húp vô cái nó đã chua cay. Mì này nói chung là không phải là không cay, cay nhẹ nha cô chú không phải là không cay, nhưng mà cay đó không đủ đôi với Thảo cho nên Thảo phải bỏ thêm tương ớt. Trứng gà. Ơi má ơi.
bị liệu luôn á. Mì nấu kiểu này ăn ngon thiệt. Nói chung là phải có rau nó mới ngon. Ăn trong chảo vậy nè, nó nóng. Cái chảo này là hâu xách từ Việt Nam qua luôn. Ăn mì đến mức mà xách chảo bên Việt Nam qua luôn, coi chú thấy không? Tại vì nhà hảo mấy cái chảo bự bự, nấu một gói thì nó ít quá. Đó, nhìn cái lỏng bọng lắm, cho nên là cái chảo này là rất là vừa luôn cô chú, vừa để mà mình nấu một gói mì luôn á. Còn một cái chảo nhỏ hơn, mai mốt mình làm kho tiêu, làm cái gì á, mấy cái món cá kho, muối quẹt đồ đó. Trong đây có thịt bò. Một cái gói mì của Hàn Quốc á, nó nhiều lắm, cho nên nếu mà mình bỏ topping nhiều quá ăn không nổi, ăn không hết của chú, tại nó no, cho nên bỏ rau với lại hai cái trứng vậy là được rồi. Còn như mì Việt Nam mình thì nó nhỏ, mình bỏ nhiều topping thì ăn cũng được, tại cái gói mì Việt Nam mình nhỏ xíu à. Gói này 120 g. Còn gói mì Việt Nam có những loại á, 4 45 50 g à. Vậy mà có mấy anh chị á, ăn mì Hàn Quốc là mấy gói nể thiệt luôn. Thảo Thảo khoái coi. Coi mấy anh chị đó ăn nhịn thèm luôn á, mà ăn nhiều ăn không nổi. Cái cọng mì bự dài, chua cay cay nóng nóng phê luôn à, vẫn còn bốc khói.
Thảo mà lâu lâu không cho Thảo ăn mì gói, Thảo thèm. Bị thèm á. Vậy tính ra Thảo ăn cái gói mì là bay hai lần hả ta? Tại tại chị Thảo đem từ Hàn Quốc bay về Việt Nam, từ Việt Nam Thảo bay về Pháp, là cái gói mì này nó ở trên máy bay hai lần. Ghê 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 thiệt. Có miếng nước. Rồi video của Hảo sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn cô chú đã xem. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha. Bye bye.